Mình xin chào toàn thể anh em nhé. Trước khi vào test cho anh em nghe thử cái chất âm của con âm ly này, thì mình xin giới thiệu đến anh em, đây là một con âm ly của Anh, sản xuất tại Anh, chính quốc Anh, có model là Amsom 625 anh em nhé. Con này nó có volume này, ba lăng này, chép này, nó có ký hiệu hết ở trên đây này anh em, bát này. Và đây là chọn các cổng vào, nó có một cổng vào cho anh em là cổng aux và cổng tap, có hai cổng vào thôi. Và con này là G-Saver, nó bắt được đài FM thôi anh em nhé. Và đây là nó đánh được hai cặp loa này, cặp 1, cặp 2 và có lau lướt. Và đây là toàn bộ sóng đài. Và đây là dò sóng tu linh. Con này của nó là xuất âm tụ anh em nhé. Nó một con tụ rất khủng và hai con tụ xuất âm. Cấu tạo linh kiện của Anh thì anh em biết rồi, chạy 4 con giò sắt và nguồn của nó là nguồn xuyến anh em nhé. Giá mình đang bán là 9 triệu cho một con âm ly của Anh Amsom 625. 9 triệu thì anh em được những cái gì? Cái thứ nhất là anh em được một cặp dây loa này, à một cặp mà về anh em đấu vào, đấu loa dây loa vào là chơi thôi. Và một cặp này là một cặp AV để cho anh em đấu tín hiệu nguồn phát vào đây. Đây như mình đang đấu con CD này. Và mình bao ship cho anh em đến tận nhà, là trong khi đó anh em chỉ giả 9 triệu luôn là có đầy đủ hết. Còn nếu mà như anh em nhà anh em mà có rồi, có dây và nguồn dây và dây loa và dây AV rồi, thì trừ cho mình 500 là con này còn 8 triệu rưỡi anh em nhé. Mình đang kết hợp với nó là một con nguồn phát của CD. Con CD này là của Samsung. Con CD này nó chạy được cả đĩa DVD, có nghĩa là đĩa hình nha anh em ạ. Mà nguồn điện của nó là nguồn điện auto, có nghĩa là anh em cứ cắm 110, 100, 220 là tự nó auto hết, là cứ thế mà chơi thôi. Còn con âm ly này thì là nó là điện 220V. Nó rất khỏe nha anh em nhé. Anh em có thể đánh với Dipton bass 30 quay đầu là nó đánh nhẹ như lông hồng luôn. Giá mình đang bán là 9 triệu. Bây giờ mình sẽ mời anh em nghe thử một đoạn nhé. Anh em nhìn để cái hướng con lùm này, chưa đến 9 giờ luôn mà đánh với bát 25 này mà các bon. Ôi kẹt út S12M 6 triệu, đẹp xuất sắc luôn. Đây anh em nhé, mình tăng lên số ngưỡng 9 giờ này. Chép mình đang để hướng này là hướng chưa đến 3 giờ. Và bát mình đang để hướng 9 giờ. Mình đang chơi ở cổng aux. Đây là mình còn chưa kích lau lướt nữa nha anh em nha. Mà thằng tôi lỡ chốt kiếp nghèo. Anh em nhìn thấy cái vẹt xanh này không? Cái vẹt xanh xanh này là ở cái đèn này này. Đấy, ở cái đèn này nó hát ra đấy. Em cứ vô tình làm như chẳng quen khi nào, rồi em hãy bước qua. Người ơi, không yêu, không hận bao giờ, không đơn đâu khi người đi. Em ơi, có tiền vui sống xa hoa, không tiền làm sao mua tiền. Nhà nghèo tội lắm em, nghèo có nên mang thân phận thấp hèn, đâu có cho em giàu sang. Em ơi, sinh thời ai cũng như anh, không tiền ngọc nắng chua cay, nhà nghèo chẳng còn tương lai. Anh em vừa được nghe qua thử một cái chất âm
của con âm ly Amsom 625 này do ca sĩ Chế Phong thể hiện. Mình xin báo giá lại, con Amsom âm ly của anh này là mình đang bán là 9 triệu, gồm có một cặp dây để anh em về đấu vào đấu loa vào là chơi thôi, và một cặp AV bao ship tận nhà là 9 triệu. Con CD vừa được chạy DVD, vừa đĩa hình, vừa đĩa tiếng, nguồn điện auto mình đang bán 1 triệu. Anh em thích mua sản phẩm nào thì alo cho mình, đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em.